Rồi. Ba mẹ con đúng không? Xem cho mẹ trước nào. Sinh ngày sinh ngày dương lịch. 18 tháng 8 là 19 tháng 7 ạ. 18 tháng Con không 8. biết, nhưng mà con thấy suy từ ngày âm ra ngày dương thì nó là 18 tháng 8, còn chính thức là con là ngày âm 19 tháng 7. Ngày âm rồi, cứ để ngày dương đi. Ngày mấy giờ? Dạ. 23 giờ 55 phút ạ. Kì, nhớ được chính xác thế. Là ngày 24 tháng 7 âm đúng không? Dạ không, nó là ngày 19 tháng 7 âm đó thầy. Thì không phải là 18 tháng 8 được. 5 8 7 à? 5 8 1. À 8 1. Từ 8 7. Nghe giọng trẻ quá. Dạ. Tân Dậu. Tân Dậu, đúng rồi thầy. Ok rồi. Ra số này sau này tiền để đâu cho hết? Làm gì có thầy. Con tờ tay hàng tỷ không ạ? Số này sao để hết tiền đâu bây giờ? Chẹt thôi, chứ hãm đâu phải hãm. Dạ. Mệnh Vũ Khúc Thiên Tướng, sinh gái. Dạ. Nhưng mà Đà La tại mệnh nó làm cho bớt sinh đi đấy. Dạ. Sao Đà La này nguy hiểm lắm. Dạ. Nó nằm tại mệnh của mình, nó làm cho mình hay bị tật. Mà cái tật dễ bị nhất là đau cột sống. Dạ. Gần gáy cổ ấy. Dạ, đúng rồi. Cái tật thứ hai của sao Đà La này nữa là sau này xem cô này xương cũng sẽ bị tật liên quan đến xương khớp. Nha. Mặt cũng bị tật rồi mà. Đúng rồi, mặt cũng bị tật. Vì thiên tướng là cái bộ mặt, gặp Đà La kiểu gì mặt cũng có tật. Đấy, nó làm cho bớt sinh ấy, đáng lẽ rất sinh. Vâng. Ừ. Rồi cung Thiên Di có sao phá quân là sao này là sao bị tai nạn ngoài đường đây này. Dạ. Tai nạn mà biến dạng cả mặt. Ok, lá số này thì phần đẹp không phải nói nữa nhá, phần xấu thì nói rồi nhá. Xong rồi thứ hai tất cả nhá. Phần xấu thứ nhất là chồng đào hoa lắm. Bởi vì tham lang là chúa đào hoa lại gặp đào hồng đóng đấy nữa thì rồi chưa thấy ông nào đào hoa bằng ông này. Nhất luôn. Đào hoa điệu đà. Đúng rồi. Chồng đào hoa nhá. Nên là hai nữa là cung huynh đệ. Ố, cung huynh đệ có anh em gì vào không? Dạ sao vậy? Huynh đệ nhà mình có mấy người? Có bốn anh em mà mất một rồi. Đúng, mất một à? Dạ. Có chung một bố mẹ chứ? Dạ, vâng ạ. À. Thế thì mất một thì có sao quả tứ phục binh đây rồi. Thế thì bị dạ. Âm binh bắt mất người rồi. Dạ, đúng rồi thầy. Sao phục binh ở đấy nó không thành con dị bào, nó thành bất bắt mất con. Vâng. Nên có người luận là phục binh là có con dị bào, nhưng mà phục binh gặp quả tứ thì lại bị số bị âm binh bắt con đấy. Dạ. Bắt một huynh đệ. Cho em cung thể bạch đẹp thế, hoa khoa văn khúc hữu bật, long tam thai long đức hỷ thần rất là đẹp, nhưng mà sau 36 mới thành công. Thế là năm nay mới bắt đầu trở ra thì mới có tiền đây này. Và sẽ có rất nhiều tiền chứ không phải ít. Bởi vì lá số này rất đẹp. Đẹp ở chỗ là cung thân cung mệnh sáng, cung phúc đức là thất sát hãm địa, nhưng mà nữ phúc thất sát hãm địa thì không sợ lắm, bởi vì khi mà lấy chồng ấy thì lại rơi vào phúc đức nhà chồng. Dạ. Mà phúc đức nhà chồng nhìn vào cung đức này là cái cung đối diện của cái cung phúc đức này, rất là đẹp, liêu chi thiên phủ. Vâng. Giàu có. Nên là số hưởng lợi lộc lá về tiền. Vâng. Ừ. Phụ mẫu là có thái dương thiên lương hãm gặp lộc tồn thái tuế nữa. Ủa chứ. Bố mẹ kiểu gì cũng phải có người mổ xẻ đấy. Dạ có thầy. Ừ. Cung Văn Lộc có sao Tử Vi là sao vua đóng cung Văn Lộc nên số được làm trưởng làm sếp đó. Con làm bình thường đấy. Đấy, sao Tử Vi này nhá. Dạ. Nên là số sẽ đi làm trưởng làm sếp. Và cái lá xấu nữa của lá số này là cái đất tại nhà mình có vong. Thậm chí có cốt. Có vong hả thầy? Đúng rồi, thậm chí có cốt. Và cung Điển Trạch tang môn cô thần địa kiếp địa không là những sao rất xấu nằm ở đấy. Nghĩa là mất phong thủy rồi. Nhưng mà con có nhảy linh tinh ấy mà. Phong thủy rồi, nhảy linh tinh thì số đi đâu chẳng gai không tính. Đã số rồi, chạy đâu cho thoát. Điểm chạy nhảy linh tinh. Ừ. Nhưng phải biết cúng bái nha. Vâng. Ít ra thì không siêu thoát được cho họ thì cũng phải cho họ ăn uống, chứ không có để cho họ đói họ phá cho đấy.
Đại tiểu vận từ 36 trở ra rơi cung điển trạch. Úi giời, năm nay có sao? Tam môn cô thần không kiếp, năm nay cô quả lắm nè. Dạ. Năm nay chuyển nhà chưa? Con chuyển vài lần đấy thầy. Năm nay chuyển vài lần à? Chuyển mười mấy lần rồi đấy. Rồi. Phải biết cách giải chứ, cứ chuyển đi chuyển lại này không ổn. Dạ, nhiều khi chắc tại chưa có căn ở nhà mình ấy. Ừ. Cứ ở xong rồi lại chuyển, ở xong rồi lại chuyển. Rồi. Cái nữa sao thiên cơ cũng không phải là sao chủ về tài bạch, mà thiên mã đúng cung điển trạch, nhưng mà nhảy nhà như nhảy việc. Vâng. Nói chung nhảy nhiều lắm thầy, nhà cửa còn nhảy nhiều lắm. À. Thôi từ năm nay 36 trở ra sao triệt cung tài bạch nó mất đi rồi. Tiền bắt đầu vào túi rồi. Tiền sẽ vào túi. Cô này vô tư mà, quan trọng thế là sống vô tư này là tốt. Dạ. Trồng đào hoa cũng vui, đất xấu cũng vui, thế nào cũng ok cả, như thế này là tốt nhất. Tiền mất cũng vui đó thầy. Tiền mất cũng vui. Mấy đứa con rồi? Dạ, hai con đứa. Hai cháu, con gửi ấy cho thầy luôn ạ. Rồi, hai gửi chấm lá cho cháu, chấm số cho cháu luôn ạ. Rồi. Và dạ. năm nhiều tiền, chuẩn bị là sang năm 36, 37, năm 38 tuổi, nhiều tiền lắm. Vậy hả thầy? 2 năm nữa. Thầy, con kinh doanh bất động sản động này. Trời ơi, cung điền trạch, tăng môn, cô thần, địa kiếp, địa không, này mua xong không bán được luôn. Mua xong không bán được luôn ạ. Ừ. Nếu mua để thế giải, mua mà giải đi thì bán được. Còn mua mà để đấy thì không bao giờ bán được đất. Thế công tài bài con làm gì mà con lại có tiền? Thế mới lạ chứ đấy. Lộc tồn nằm cung phụ mẫu này. Hóa vâng. Lộc nằm cung huynh đệ này, làm ăn với người chung, làm ăn chung với bố mẹ hoặc anh em của mình có tiền. Vâng. Đó. Hai nữa, cái khi mà cái sao thiên phủ này là lộc, kho lộc của nhà trời mà mở ra thì tự nhiên nó ào ào nó chảy đến. Đâu có nhất thiết về kinh doanh đất. Vậy hả thầy? Ừ. Vậy con lại thích kinh doanh đất mà kinh doanh được không thầy? Nếu mà kinh doanh đất thì phải học về tâm linh đi. Vâng, con cũng biết về tâm linh mà. Ừ. Thì phải giải được cái sao cô thần tăng môn địa kiếp địa không này, đóng cung điền trạch đi. Thì có nghĩa là mua được đất thì rất rẻ, nhưng mà bán được thì phải giải, phải cúng. Vâng. Đấy, thì sẽ mua được, thì sẽ thuận lợi. Dạ. Ừ. Lâu lắm mới được gặp cô không sợ ma đấy. Con không sợ ma hả thầy? Nghe giọng thế là biết không sợ ma rồi. Chắc gặp ma nhiều nên không sợ. Là còn biết âm binh là gì nữa là giỏi rồi. Vâng, thầy giỏi quá. Con có sợ đâu. À. Con bảo con ở đời con chỉ sợ người thôi. Người không thật với mình thôi. Người nói một thành hai thôi, nhưng con không sợ gì hết ạ. Cô này cung nô bộc cũng xấu mà. Dạ đúng rồi. Nô bộc cũng xấu luôn. Số chỉ đi nuôi người khác thôi. Con xem ra số con vẫn thấy đúng mà. À. Số đi nuôi người khác. Ừ. Nuôi người khác thì rất là tốt, nhưng lúc mà chơi thì không được. À. Quê gốc quê. Trong lúc quay lại trách mình. Quê gốc của Thanh Hóa à? Dạ con Thanh Hóa này. Chiều chưa? Con ở Thanh Hóa, con vào đây con sống cũng hai mấy năm rồi ạ. Đó, xem tử vi là biết gốc Thanh Hóa luôn à? Dạ. Đố biết sao nào nói lên quê gốc quê quán. Dạ con không ạ. Cố gắng nghiên cứu nha. Con nghiên cứu sơ sơ mấy sao chính thôi. Nha. Yeah. Nghiên cứu sao mà đọc ra quê mới siêu. Dạ. Này này xem con có duyên cái Phật pháp này. Theo nào. Nói chung có duyên biết về tâm linh. Bởi vì mình mình ngã nhiều, mình đổ vỡ nhiều rồi nên là mình hiểu ra. Dạ. Ừ. Bởi vì có nhiều cái chuyện nó không tốt nó diễn ra đối với mình, nó dẫn ra là mình phải biết về tìm hiểu nó. Là đấy có duyên. Dạ. Thứ hai nữa là cái đất có sao tăng môn cô thần không kiếp này là sống với các vong linh quen rồi. Vâng. Cảm nhận về họ này, hiểu về họ quen rồi. Nên là cảm nhận về họ tương đối tốt. Vâng. Ừ.
Thế còn chính xác, con đi mảnh đất nào mà con cảm nhận được đất đó có vong linh là con biết mà. À. Âm khí, dương khí con đều biết mà. Ừ. Thế là do cái cảm nhận của mình mà thành. Vâng. Thế còn nhà Phật thì ai có duyên thì cứ vào thôi. Vâng. Thế còn duyên cỡ nào thì phải xem là tiền kiếp của mình có duyên hay không. Vâng. Ừ. Trong lá số này thì trong lá số này thì tiền kiếp có duyên với nhà Phật, có đi tu, có đi tu liên quan đến chào sao thiên không ngộ đào hoa này, thiên đào hoa thiên không này nằm khu Phúc Đức. Dạ. Ừ. Thì tiền kiếp đã đi tu rồi thì kiếp này tu tiếp, kiếp này tu tiếp vào này tu tiếp cho nó bớt ngỗ ngược đi. Con thấy con ngỗ ngược thật đấy, quá ngỗ ngược. Biết mình ngỗ ngược mà lại không có ấy được, chắc nhiều khi tại cái số này. Ừ. Mà thầy xem dùm con cái số con sao mà từ bé bây giờ mà sao mà nó giống như là nó không thể nào mà lý giải được. Không lý giải được. Khổ lắm á. Thì ai bảo cô Phúc Đức hãm. Phúc Đức hãm hả thầy? Ừ. Thì giờ cái số mình vậy mình phải chịu như này. Thì phải tu tập tiếp để kiếp sau sớm tốt hơn. À. Cuộc đời ngắn lắm, nhằn cái sang kiếp sau mà. Vâng, à, nhanh lắm đấy. Nên là tu sớm đi thì tốt sớm. Vâng, quan trọng là mình ăn làm thôi thầy. Ừ. Cuộc sống nó vốn dĩ là vậy mà. Đúng rồi. Ăn làm đi. Cái vấn đề là mình ăn làm thôi. Đúng. Vâng. À, buồn cũng cười, vui cũng cười, mất cũng cười. Ừ. Thầy ơi, thầy xem quan trọng nhất là hai thằng con còn. Rồi, xem luôn hai con thì nhưng mà thầy xem con từ 36 tuổi trở về sau có đỡ hơn không? Thầy đọc rồi, năm 38 tuổi nhiều tiền muốn làm gì làm. Nhiều tiền đấy thầy. Ừ. 38 tuổi nha. Vâng. Đó, và năm sẽ nhiều tiền. Thầy xem cho cháu Gia Minh Gia Nam giùm con với này. Gia Minh à? Dạ, cháu Gia Minh nè. Gia Minh ngày sinh ngày bao nhiêu? Dương lịch. Cháu sinh ngày mùng 10 tháng 6 năm 2003. Mấy giờ? Dạ cháu sinh là 2 giờ 40 sáng ạ. Xem mẹ ngủ ngược, con ngủ ngược không ạ? Ây chà. Úi dồi. Tốt. Nên là Phúc Đức tại mẫu mà. Nên là mẹ tu tập tốt nên là con lại tốt rồi. Siêu thông minh. Mệnh Thái Dương tại cung Tỵ này là tốt nhất này. Tốt hơn cả Ngọ. Tại Ngọ là hay bị chết bất đắc kỳ tử. Hai, đây là một lá chòm sao. Đây là một chòm sao mà tử vi thiên phủ đóng cung thân rất là đẹp. Đó. Và mệnh có sao Thái Dương. Nam mà mệnh Thái Dương thì rất thuận lợi. À, thuận lợi thứ nhất là trí tuệ tốt, hai nữa là sống biết cách hy sinh vì người khác. Yeah. Là người sống vui vẻ, ăn nói khôn khéo, rồi có nghệ thuật, có sự có làm đẹp, lại còn đa tài nữa, lại thiên mã tại mệnh nữa. Thiên phúc thiên y toàn sao tốt à nha. Và thân lại cư Phúc Đức nữa, tử tế cực kỳ. Rồi lại cung Điền Trạch có chồng tử vi thiên phủ nữa, giàu có lắm. Rất tiếc là nó gặp tuần ở đây nên là số chậm giàu thôi. Dạ. Chậm giàu và nó làm bớt cái tính tốt của tử vi thiên phủ nhưng mà vẫn là người giàu có. Vâng. Đó. Và ở đây thì bố dễ đi lấy cô khác này này. Đó, nhìn hai lá số của mẹ rồi, mẹ lúc nãy không thèm nhắc đến bố rồi. Và lá số của con là thấy tà hữu chiếu cung phụ mẫu nên là bố lại có cô khác rồi. Thằng này tốt là có hoa quyền nằm cung Thiên Di nữa. Yeah. Là người ra này có quyền lực. Hóa lộc nằm cung phụ mẫu. Bạn này tốt về chính trị nhá. Yeah. Đúng rồi. Làm chính trị ấy. Làm nhà truyền đạo, truyền giáo, chính trị hoặc là nghị sĩ. Đấy. Làm lãnh đạo là tốt nhất đối với lá số này. Vâng. Yeah. Ừ. Mẹ sau này có con làm quan sướng hay gì? Lá số đẹp. Thân lại có thái tuế nữa.
vận của cháu thật à? Đúng rồi, nên là vận 25 trở ra là nó giờ tàu thái tuế nó phát lắm, 25 tuổi ra là nó phát. Sau này lấy cô vợ tiêu hoang, không được bền chí lắm, đẹp gái nhưng không được trắng, da hơi ngăm ngăm đen, cũng học hành tử tế tốt và rất chăm chú đi cúng. Chăm chú thì cúng cháu ở tại cúng cúng ấy, vợ vợ nói sau này á. Còn tài bạch của nó thì đang gặp triệt, nằm cung tài bạch nên trước 35 tuổi thì không nên đầu nghĩ đến kiếm tiền, mà bạn này chỉ nghĩ đến chức sắc thôi. Đầu tư quyền lực ngay từ bé thì bạn này sẽ rất thành công. Như theo thầy thì cháu sẽ học ngành gì để hợp với thầy? Chính trị. Chính trị ạ? Ví dụ như luật này. Đấy. Dạ. Rồi kinh tế này, hợp này. Dạ. Rồi nói chung là những cái sao gì mà liên quan đến trí tuệ nhá. Ngành nào liên quan đến trí tuệ, trí óc ấy thì bạn hợp, không hợp với ngành sản xuất. Sao Thái Dương này. Đấy, học về, học về điện này. Rất nhiều ngành bạn sẽ tham gia được và số làm quan. Quan cách. Cung quan lộc có sao Thái Âm này là làm chức to lắm đây. Mặc dù tuần đóng ở đây chậm chức một tí nhưng vẫn to. Bởi bạn này có hóa khoa này, chiếu bệnh này, hóa quyền chiếu bệnh này, mỗi tội hóa lộc không chiếu bệnh. Nên là kiếm ăn kinh tế muôn bán hơi kém nhá. Bạn này chỉ hợp với làm một quan thôi. Nhá. Còn bạn nữa nào. Năm nay bạn ấy 14 tuổi rồi, mẹ định hướng cho nhá. Học toán siêu không? Cháu học toán được này. Mẹ có con như thế này thì còn cần gì nữa. Tên nữa tiếp theo là ra gì? Ra Nam này. Ra Nam à? Dạ. Ngày dương lịch. Cháu ngày dương lịch là 8 tháng 1 2018 ạ. Mấy giờ? Dạ 3:40 này. Sáng à? Dạ 3:40 sáng, giờ gần đây này. Thầy có số điện thoại nào gọi này, để thầy nghe điện thoại cái nhá, xong rồi thầy gọi lại. Alo. Thầy ơi, cái chỗ mà chuyển như ngân hàng nào cũng được, lên ở thành phố là cho được không? Ngân hàng nào cũng được. Dạ. Nghe đâu cơ, khi đâu cơ. Dạ, dạ, cảm ơn thầy. Đấy, có số thì gọi lại rồi. Cô gọi cho mình số cố định. Có phải cái số cứ băng lùng lẫy không ạ? Ừ. Cô có hai đứa con tốt thế. Xin đời mẹ cùng cố đời con. Thế chứ em nói này thì mà thu hết vào rồi còn gì? Mình xóa đi được mà. À đúng rồi. Cắt bớt đi. Bớt đi. Ngồi đợi cô gọi điện thôi. Thầy
Thế có phải cái này là cái bảo vệ của cái máy ảnh không ạ? Đúng rồi. Alo. Dạ, em chào thầy ạ. Thầy không có số di động nên không gọi lại được. Vâng, thầy con gọi máy cực quá. Nên là thầy đang nói chung với mấy cái bạn ngồi bên cạnh ấy. Là cô này đúng là hy sinh đời mẹ củng cố đời con. Dạ. Đứa thứ hai cũng lá số rất đẹp. Vâng. Ừ. Mạnh tử vi luôn. Dạ. Tử vi thất sát nằm tại đây cũng là một đứa làm chính trị tốt. Vâng. Thầy quen mấy người ở đây rồi mà lá số tử vi thất sát tại đây người nào cũng giàu à? Dạ. Cứ vài trăm tỷ á. Con biết mà, con đang... biết đời mẹ khổ rồi, hy sinh vì đời con mà. Đã bạn thầy á. Con biết điều đó mà. Ừ. Dạ. Nên là lá số của cậu bé này cũng rất là giàu có. Dạ. Và sau này bạn ấy có làm sản xuất tốt lắm, bạn có một xưởng sản xuất tốt, hoặc là bạn ấy sẽ làm chính trị tốt. Dạ. Đây là lá số của người làm chính trị và hoặc là sản xuất. Dạ. Và nhớ rằng là hai đứa con của mình ấy là đất nào đứa nào cũng đất cũng có cô thần nhá. Nên là đất đứa nào cũng có vong âm xấu. Nên là phải hóa giải cho chúng nó. Và đứa thứ hai thì nó thuận lợi về tiền bạc hơn nhiều. Đứa thứ nhất. Bởi vì thiên phủ chiếu trực diện vào cung bệnh của nó. Dạ. Đấy. Và lại có tả phù hữu bật chiếu nữa. Đúng chưa? Đấy. Lại có tứ linh chiếu mệnh nữa. Kinh lắm. Những cái ngôi sao này, những cái mệnh nằm ở đây là được thánh độ ác. Dạ. Ừ. Và hai đứa nhà con nó cũng có tâm mộ đạo lắm thầy. Dạ. Dạ. Nó cứ tối nó đi ngủ là nó đòi mẹ mở kinh cho nghe à, đi ngủ. Dạ. Dạ. Thì kiểu như con cũng hướng cho nó nghe những cái bài pháp của thầy á. Của thầy á? Trong nói chung là trong cái nào bài pháp của các thầy giảng về đạo Phật ấy. Thì nói chung là các cháu cũng rất là mộ đạo. Ừ. Dạ. Nhưng mà mỗi tội cháu thứ hai là hai đời vợ thôi. Bởi vì sao? Cung chồng cung vợ nó là thiên tướng hãm gặp đại hao điếu khách phá toái nghĩa không này. Nhưng liếc sang cung đô bộc là thấy Hồng Loan đóng đây thì đứt rồi. Lại liếc vào gầm con này, con là thấy là phục binh ngao đóng ngay cung con, thế là số hai vợ rồi. Hết đường chạy trốn. Thế mẹ xem tử vi dạo này giỏi chưa? Nói chung là xem mấy cái video của thầy thì cũng kiểm ra được nhiều cái mà cũng xem được. Ừ. Dạ. Chúng là rất là hay này. Thế à? Con cũng biết xem tướng nhưng mà nói chung là xem tử vi thì hay hơn. Thế à? Dạ. Con nhìn tướng thì con biết được. Tử vi nói chung là học môn tử vi này thì rất là hay. Nhiều hôm mấy hôm nay học viết đến 11, 12 giờ bạn nó không biết xâm nhập vào. Xem được bao nhiêu clip của thầy rồi? Con xem clip của thầy hầu như con đều xem hết. Thích à? Dạ. Thế hôm nay để xem tiếp clip này nữa nhá. Chắc là nhiều khi do nhân duyên đó thầy. Nhân duyên cứ liền đi với clip của thầy thì cứ đi xem hoài. Nhiều khi trưa không ngủ là cứ mở xem. Dạ. Dạ, trưa nghỉ trưa không ngủ là con hay mở xem. Thế là bị thầy đầu độc rồi. Xem cũng thấy hay mà cũng thấy đúng rồi thầy. Ừ. Tại vì con tự xem lá số tử vi cho con thì con cũng thấy đúng. Rồi nha. Bà này thứ nhất là cung vợ hai vợ nha. Nói tiếp nữa này. Dạ. Nhớ là cung đất là có cô thần nha. Phải biết cầu siêu cho các linh vong linh đấy thì mới tốt. Dạ. Ở với người âm nhiều không tốt đâu. Dạ. Mất hết năng lượng dương. Tiếp nữa là sau này bạn này á là cung tài bạch của bạn là có ân quang thiên quý như là Phật độ nằm cung tài bạch. Dạ. Nên bạn nó càng có tín ngưỡng càng nhiều tiền. Vâng. Rồi lại có tứ linh chiếu cung tài bạch nên là càng tín ngưỡng càng nhiều tiền. Nên bạn này sau này là cái số rất hay đi làm công quả, xây đền, xây chùa nhiều lắm đây này, bạn này này. Vâng. Không bao giờ hết tiền. Vâng. Quan hệ anh em với nhau tốt. Vâng. Rồi nhìn trong lá số này cũng phù mẫu, thấy sao đào hoa đây này. Đổ máu sao đào hoa. Ba cháu đào hoa lắm. Đúng rồi. Nên cháu cũng đào hoa luôn mà. Nên cháu cũng chả kém ba mấy. Vâng. Ba cháu đào hoa làm điệu lắm. Rồi. Nhưng được cái cũng kiểu như là cũng ba mẹ con thì cũng theo tín ngưỡng Phật. Nên mà cũng
hiểu hiểu được kiểu như là Phật pháp và hiểu như cuộc sống mà. Nói chung là ba cháu cũng tròn hoàng, nói chung là cũng tín ngưỡng. Tốt tốt. Bạn này năm nay 10 tuổi, năm nay tốt lắm này, năm nay có hóa khoa này, thi đâu đỗ đấy luôn. Cháu sau này có giỏi không thầy? Quá giỏi, như thầy nói rồi, mệnh này giỏi lắm, tử vi thất sát mà. Thế thấy nó lên nó làm bài tập xíu, thế nó đã đi xuống rồi. Thiện chiến lắm. Thế nó lên là nguyện học tập quá hả? Ừ. Thầy Việt Nam mình có, Việt Nam mình, Việt Nam có người ủy viên trung ương là lá số này đấy. Vâng. Cháu sinh đúng ngày mùng 1 âm đó thầy. Đúng rồi, mùng 1 tháng 12. Dạ. Những người sinh cứ ngày rằm mùng 1 bao giờ cũng đặc biệt kiệt xuất. Vâng. Thôi chúc mừng mẹ nhá. Dạ. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Sống dai để sau này vui các con nhá. Ôi trời ơi, không sống đủ đấy mà. Tại vì cung tật ách của con nó nhiều bệnh lắm. Ừ. Mà cung tật ách thì phải đọc bệnh thì bệnh gì mà nhiều nào. Tật ách thầy phi liêm thầy đúng rồi, phi liêm thiên hình hỏa tinh đấy là phi liêm là giao mổ này, thiên hình là phải mổ này. Hỏa mổ tinh là nóng trong nhà, người. 4 lần rồi nha. Đúng rồi. Thế nhà thầy coi xem có phải mổ không nha. Xem nào, năm nay là 36. 40. Năm 40 tuổi hơi tốn tiền tiền đấy. Dạ, thầy xem cái phải mổ đúng thầy. Con tay mổ quá nhiều rồi thầy. Bệnh Đà La mà. Thiên hình hỏa tinh phi liêm mà. Vâng. Sao ân quang là sao gì thầy? Ân quang là phao Phật. Ân quang thiên quý là chính là phao Phật độ. Dạ. Sau ân quang đóng đấy là nếu mà tu tập theo đạo Phật tốt ấy, vâng, thì cho Phật cho độ cho tập tách tốt. Vâng. Có ân quang đóng đấy rồi, càng bộ đạo càng tốt. Tập thiền định nữa thì sẽ khỏi bệnh thôi. Vâng. Mà con nghiệm thấy cũng đúng, đau nay mai thấy hết rồi. Đúng rồi. Rồi, ít người có tín ngưỡng được như bạn này lắm đấy. Càng tín ngưỡng càng tốt nhá. Vâng. Cúng Phật nhiều vào. Dạ. Ừ. Rồi sợ ổn. Con đi trên đường con cứ niệm Phật mà. Con phải thuộc các kinh Phật nữa. Dạ. Đọc một bài thì xem nào. Thuộc thuộc chú Đại Bi này. Đọc đi. Thôi thầy. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Nam Mô Hắc Ra Đa. Dạ. Nói chung là con thuộc chú Đại Bi và con thuộc một số kinh nữa. Ừ. Rồi, thế tốt. Dạ. Thế có thấy là khi mà mình biết tâm linh rồi mình mọi chuyện nó thuận hơn đúng không? Dạ đúng rồi, mọi việc nó thuận mà nó đơn giản mọi cái này. Nó đơn giản lắm á. Con thấy nó đơn giản lắm á. Đây là một bằng chứng là gì, là mẹ thì vất vả nhưng có tín ngưỡng tốt nên là hai đứa con tốt đấy. Dạ. Thầy rất hy vọng là video này đưa lên thì rất nhiều bà mẹ sống tốt này, tu tập tốt này, để cho những đứa con tốt hơn nữa. Thì bản thân con lúc mà con cũng chưa chấm lá số tử vi á là con cũng cảm nhận được cái điều đó rồi. Ừ. Tại vì hai cháu nhà con nó cũng rất là tín ngưỡng, có tín ngưỡng mà nó tình cảm lắm thầy. Ừ. Ví dụ nhỏ xíu như vậy nhưng mẹ ốm đau buổi tối là thức là chăm sóc mẹ, vui dầu vui đồ cho mẹ, là hai đứa đều là chăm sóc mẹ. Rồi thế, một đứa 14 tuổi, một đứa 10 tuổi. Dạ. Rồi. À, xin chúc mừng nhá, thầy sẽ làm video để gửi cho mọi người xem. Vâng, cảm ơn thầy nhiều ạ. Xin chào. Dạ.